Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em vừa về được một lô hàng rất là đẹp luôn. Hàng chuyến này hàng rất là đẹp luôn, em quay vừa về luôn nên em quay video giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem luôn này. Ai có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại shop Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975 275 636 hoặc số điện thoại 0942 453 417. Hai số điện thoại này của em là đều có Zalo và Facebook nha các bác. Bác nào có Zalo thì mình có thể qua Zalo đặt hàng, còn bác nào không có xài Zalo thì mình cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại đấy là được. Đây. Vì sáng nay thì em đã quay một cái video rồi nên là đây là video thêm buổi chiều, nên là các cái mã số em sẽ đều đánh thêm một chữ A đằng trước nên để các bác phân biệt giữa video sáng và video chiều giúp em nhé. Cái video này thì nó chỉ có ít mã thôi các bác. Đây, đầu tiên là mẫu số 1. Số 1 của em là cái tay quay này. Cái này là tay quay bằng nhựa nha các bác. Ở đầu đây nó sẽ có cái phần trục bi này, trục kiểu gối bi các bác. Và có một cái phần nhông này. Cái này của nó là tay quay bằng nhựa nha các bác. Đây, cái này của nó là nó rời ra này. Các bác có thể tháo rời ra nếu mà mình không cần cái phần tay nắm này nhá. Đây, em sẽ đo kích thước. Mẫu này đường kính em nó đo được là 100mm ạ. 100 nha các bác. Trên đây là một phần bu ly này. Phần rãnh bu ly ở đây em đo được là 17 ly. Đây có trục bi quay tròn. Mẫu này hàng tay cây, hàng Nhật Bản nhá các bác. Đây Made in Japan này. Cái phần trục bi này mã bi của nó là 6300. Đây. Rất là mới luôn các bác. Hàng quá đẹp luôn ạ. Đây là mẫu A1 của em này, có giá là 70.000 một chiếc. Ở đây em đang có chỗ này. Em vừa mới bày ra em quên chưa có đếm số lượng chính xác. Rồi tiếp theo em chuyển qua A2. A2 của em nó là vít me. Cái này của nó là vít me cơ nha các bác. Hai đầu của nó sẽ có gối bi này. Và một đầu nó sẽ có cái phần bu ly. Bu ly này của nó bu ly bằng nhôm nhá. Và phần đầu gối này của nó cũng là bằng nhôm này. Phần vít me của nó thì bằng sắt. Cái bát gen này của nó sẽ là bằng đồng ạ. Phần vít me đem đo được là phi 18. Bát gen bằng đồng nha các bác. Phần rãnh bu ly em đo được là 17. Phần đầu trục của em đo được là 12. Đây cái phần này gối hai đầu của nó sẽ có bi quay tròn nha các bác. Đây cái nào cũng như cái nào luôn. Em sẽ đo chiều dài này. Mẫu này tổng chiều dài sản phẩm em đo được là 40cm. Ở đây nó sẽ có cái màu kiểu trắng trắng một chút này. Và một mẫu nó sẽ có màu đen. Nhưng mà hai loại đều kích thước giống nhau nha các bác. Nó chỉ khác cái màu thôi. Còn kích thước này và chất lượng là nó như nhau hết. Đây là mẫu A2 của em này, có giá là 200.000 một chiếc. Cái này là vít me cơ, không phải vít me bi nha các bác. Bát gen của nó sẽ là bát gen bằng đồng đấy ạ. Những cái phần gối này này, khi trong quá trình vận chuyển nó có thể bị tụt ra thì các bác nhận hàng là vui lòng lắp lại giúp em nhé. Cái này của nó là vít me hàng Hàn Quốc đấy ạ. Đây, như cái này này. Cái phần bi này nó trơn chua quá nên là nó cứ bị tụt ra này. Nên là các bác nhận hàng nếu mà có lỡ bị tung ra thì các bác là vui lòng nhận hàng và lắp lại giúp em một chút là được nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua A3. A3 ở đây em có cái bộ trục bi tròn này. Hôm nay đúng kiểu là toàn hàng chất lượng, giá thì lại ok nha các bác. Hàng rất là mới đẹp luôn ạ. Đây, đây là mẫu A3 của em này. A3 của em sẽ là bộ trục tròn. Cái này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc nha các bác. Đây, trục tròn của nó đo được là phi 20. Hai đầu của nó sẽ có cái gối đỡ như này. Đấy, cái này nó có phải tháo rời nhá. Mỗi một cái phần đầu trục, hai cái đầu của nó này nó sẽ có cái lỗ gen như này. Cái này của nó bằng nhựa hay gì đấy. Cái này của nó bằng nhôm nha các bác. Hai cái đầu này màu đen này của nó bằng nhôm. Còn đâu cái phần trục của nó sẽ là trục sắt. Trên mỗi một trục thì nó sẽ có một bi như này. Bi trơn tru nhẹ nhàng. Hàng trục thì thẳng đẹp, không có xây xước nha. Đây, không có hề gằn hay là cong vênh như các bác. Rồi em sẽ đo kích thước chiều dài của nó này. Cái này thì em đang bán theo bộ nhá. Nó theo là một cặp sẽ gồm là hai trục hai bi. Và cái trục nào nó cũng sẽ có cái phần gối nha. Mẫu này tổng chiều dài sản phẩm em đo được là 41cm. Đây là mẫu A3. Số A3 của em một bộ sẽ gồm là hai trục và hai bi nha các bác. Đây, một bộ sẽ gồm là hai món như này. Còn giá là 200.000 mẫu A3. Lưu ý giúp em, mẫu rất mới, rất đẹp nha. Rồi tiếp theo em chuyển qua A4. A4 ở đây của em nó là cái hay gọi là gì ta? Nó giống như kiểu gọi là con lăn cao su à.
Đây, bên ngoài của nó là dạng cao su, nó hơi ẩn tay được nha các bác. Bên trong cái phần trục này của nó là bằng inox sáng bóng luôn này các bác. Cái này nó ở trong bọc khui ra, hàng còn mới chưa qua sử dụng luôn đấy ạ. Nhưng mà cái bọc là do quá trình vận chuyển là nó đã bị rách bọc rồi, nên em bỏ cái bọc của nó nhá. Còn cái này là hàng mới chưa qua sử dụng đâu ạ. Cái này đường kính bên ngoài ở đây em sẽ đo được là 66. Chiều dài em đo được là 44 ạ. Phần lỗ bên trong này, ở đây em sẽ đo được là 35. Bên trong của nó là inox nha các bác, bên ngoài là cao su, nó hơi ấn tay được ạ. Đây là mẫu A4. A4 của em có giá là 100.000 một chiếc này. A4 có giá là 100.000 một chiếc. Lưu ý là hàng mới nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua A5. A5 đây. A5 của em là cái bộ trục tròn. Trục tròn cái này của nó là trục tròn, cũng là trục tròn sắt đặc nha các bác. Phần trục tròn em đo được là phi 12. Cái phần bi này, cái phần vỏ ngoài của bi nó sẽ là bi nhôm nha các bác. Đây. Còn đây sẽ là trục tròn sắt đặc. Nó có thông số bi ở trên đây này, phi 12 này. Cái phần bi của nó là dạng cái bi này, bên dưới này nó sẽ có 4 cái lỗ ren để các bác dễ dàng bắt vào mặt bàn, mặt máy nha các bác. Trục tròn sắt đặc đấy ạ. Đây, hai đầu trục nó sẽ có sẵn cái phần lỗ ren để các bác dễ dàng sử dụng chế cháo này, mình không phải ta rô lại. Mẫu này chiều dài sản phẩm em đo được là 31 cm. Một bộ của em sẽ gồm là hai trục hai bi như này, có giá là 150.000, rất là mới đẹp luôn nha các bác. Đây là mẫu A5, 150.000 một bộ như tay em đang cầm. Ở đây em đang có 1 2 3 4, có 4 bộ nha các bác. Cùng một kích thước đây ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua A6. A6 đây. A6 ở đây em đang có 2 chiếc này. Cái này nó giống như kiểu dạng bàn trượt ạ. Bàn trượt này, và cái đầu này nó có như kiểu là cái đầu motor nha các bác. Ở đây nó có hai cái đầu dây như này. Đấy, hai cái đầu dây như này. Cái mẫu này rất là mới luôn. Cái này bằng nhôm nha các bác. Bằng nhôm. Đây. Trơn tru nhẹ nhàng nha các bác. Ở đây này nó có một cái đầu này giống như kiểu là đầu của motor ấy. Rồi em sẽ đo kích thước này. Mẫu này bản rộng là 40. Và tổng chiều dài của nó em đo được là 51 cm. Đây là cái đầu dây của nó nha các bác. Đây đầu dây của nó đây. Cái nào cũng sẽ có đầu dây như vậy. Nó cùng một mã sản phẩm nha các bác. Rất là mới đẹp luôn này. Cái nào cũng trơn tru nhẹ nhàng nha các bác. Đây. Đây là mẫu A6. Số A6 của em có giá là 160.000 một chiếc ạ. Ở đây em đang có 5 chiếc này. Cùng một mã nha. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Chiếc nào cũng như chiếc nào luôn ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua A7. A7 ở đây em có cái bộ khung này. Cái này của nó là, không biết gọi nó là cái gì luôn. Phần khung toàn bộ của nó sẽ là khung nhôm nha các bác. Ở đây nó có mấy cái đầu dây này. Nhưng mà đầu dây này, đầu dây điện này. Trong này nó có rất nhiều các cái sợi dây nhỏ, nhưng mà họ đã cắt hết rồi. Cái này của nó là nhôm nhá. Khung toàn bộ là khung nhôm. Ở bên dưới đây, ở bên dưới đây nó sẽ có kết hợp là hai bên, hai cái xi lanh hơi 2 ti. Và ở giữa nó, con này không biết gọi nó là cái gì này các bác. Đây em kéo thử một chiếc lên nhé. Đây nó có sẽ có là xi lanh hơi 2 ti nha các bác. Phần ti hơi ở đây em đo được là 6 ly. Hành trình này. Cái này hành trình của nó là 60 nha các bác. Ở giữa này nó có cái như cái ống này. Nó mỏng mỏng ấy các bác. Không biết nó là cái gì luôn. Bên trên thì nó có phần này như là cao su hay cái gì đấy. Phần này nó giống như kiểu cao su nhựa, cái phần màu đen này các bác. Hai bên nó đều có nha. Đây bên đằng sau này nó, đây nó cũng có sẽ có là hai bộ xi lanh hơi song song hai bên. Phần mặt bích bên trên này của nó cũng là bằng nhôm này. Ở bên trên đây thì nó có thêm cả cái một hàng này, một hàng hai hàng này là cái lâm châm nha các bác. Đây, đấy, lâm châm nha các bác. Đây là mẫu A7. A7 của em một bộ sẽ có giá là 350.000. Các bác chưa xem được kỹ mẫu A7 thì mình có thể inbox trực tiếp Zalo chọn mẫu số rồi em chụp ảnh lại cho các bác xem tham khảo thêm nhé. Đây em sẽ đo kích thước sơ qua của nó này. Đây. Mẫu này bản rộng phần khung em đo được là 13,5 cm. Và tổng chiều cao từ dưới đất đo lên này, ở đây em sẽ đo được là 26 cm ạ. Và chiều dài phần khung em sẽ đo được ở đây là 28 cm.
Đây là mẫu A7 của em này, có giá là 350.000 một chiếc, rất là mới, rất là đẹp luôn nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua A8. A8 ở bên này. A8 là một bộ khung này, nó sẽ kết hợp giữa dây bi trượt, vít me rồi các kiểu luôn. Đây. Phần khung của nó sẽ là cũng là khung nhôm toàn bộ nha các bác. Bên trên ở đây nó sẽ có một cái bộ dây bi trượt này, nó kết nối giữa các cái đồng đầu ống hơi hay là ống mỡ này. Ống này của nó là ống 4 nha các bác. Bên dưới đây này nó có sẽ có cái bộ vít me. Cái này của nó đây, phần vít me trơn tru nhẹ nhàng nha các bác. Phần vít me bên dưới đây là nó ở giữa này. Em lật nghiêng lên. Trong ba cái phần khung này này thì cái phần vít me này nó sẽ ở giữa và nó sẽ liên kết di chuyển với cả hai cái phần bi dây bi trượt bên dưới nha các bác. Đây. Bên đây nó sẽ có phần dây di chuyển bên dưới này, tiến lùi, và bên trên cái phần dây bi trượt này thì nó sẽ là sang trái sang phải nha các bác. Hai bên này thì nó sẽ có thêm cả cái phần trụ nhôm này. Bốn cái chân, mỗi bên sẽ có hai cái chân trụ nhôm nha các bác. Cái này chủ yếu là toàn bằng nhôm, có con ốc là bằng sắt thôi các bác, và phần dây trượt là bằng sắt thôi. Rồi em sẽ đo kích thước mẫu này nhé. Mẫu này bản rộng phần khung bên dưới ở đây em đo được là 23 cm, và chiều dài này. Này, mẫu này chiều dài của nó em đo được là khoảng 63 cm nha các bác. Còn tổng chiều cao từ dưới đất đo lên là được khoảng 22 cm. Đây, phần dây bi trượt thì trơn tru nhẹ nhàng nha các bác. Ở trên đây nó sẽ có một đường dây và có 3 bi. Đây, trơn tru nhẹ nhàng, phần vít me này các bác thấy nó di chuyển này, trơn tru nhẹ nhàng, hoạt động bình thường nha các bác. Đây là mẫu A8 của em. A8 của em có giá là 1 triệu. Trên hình, nếu trên video các bác chưa xem được kỹ thì mình có thể inbox trực tiếp Zalo. Em sẽ chụp ảnh lại 4 góc để cho các bác xem được kỹ hơn nhé. Tiếp theo em chuyển qua mẫu A9. 3 mã cuối trong video ngày hôm nay của em là tấm Meka nhé. Cái này nó màu trắng ấy, sáng ấy, nên là quay ngoài trời nó không được rõ lắm các bác. Cái này là hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là mới đẹp. Vì nó là hàng đã qua sử dụng nên là không thể tránh khỏi là trên cái mặt của nó sẽ có một chút xây xước như này nhá các bác. Đây các bác nhìn thấy nè, nó có vết xây xước như này nhá. Đây là mẫu A9 của em này. Kích thước thì em có ghi ở đây rồi. Mẫu này kích thước của nó là 10 x 430 x 900. Là độ dày của nó là 1 cm này. Bản rộng của nó là 43 cm và chiều dài của nó là 90 cm nha các bác. Đây là mẫu A9 này. Bên dưới nó có một cái phần khung như này. Đây, nó giống như kiểu cái tay nắm mà người ta tháo ra ấy. Đây là mẫu A9. A9 của em có giá là 200.000 một tấm. Mẫu này em đang có 2 tấm nha các bác. Ôi, em xin lỗi, nhầm hai mã với nhau. Bây giờ em sẽ quay lại cái tấm Fip nha, à tấm Meka nha. Em dán nhầm phiếu của nó rồi. Đây A9 đây. A9 mẫu này độ dày của nó sẽ là 10 ly và bản rộng là 31 cm. Chiều dài của nó là 90 cm. Đây, các cái tấm này thì nó sẽ có một chút xây xước nhưng mà không đáng kể các bác, rất là đẹp luôn. Ở đây nó cũng có hai cái phần lỗ giống như kiểu cái phần tay nắm ấy các bác. Đây là mẫu A9 nha các bác. Kích thước trên hình đây. Đây là mẫu A9 của em có giá là 200.000 một tấm. Mẫu này em đang có 2 tấm đây. Cái này là cùng kích thước luôn ạ. Tiếp theo đây mới là mẫu A10 này. A10 độ dày của nó sẽ là 10 ly, bản rộng là 43 cm và chiều dài của nó là 90 cm. Cũng sẽ có vết xây xước nha các bác, nhưng mà không đáng kể đâu. Hôm nay thì Fit rất là, cái Meka là rất là đẹp luôn. Mẫu A10 của em có giá là 300.000 một tấm. Mẫu này em cũng đang có 2 tấm đây, cùng kích thước luôn nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua A11. A11 đây có một cái tấm lớn này. Tấm này độ dày của nó là 10 ly, bản rộng của nó là 76 cm và chiều dài của nó là 90 cm nha các bác. Mẫu này của em có giá là A11 là 500.000. Đây, tấm nào nó cũng có một cái phần ô nhỏ nhỏ ở đây này, giống như cái phần mà người ta để tay nắm ấy các bác. Rất là mới đẹp nha các bác. Hàng đã qua sử dụng, em bán nó là hàng cũ nha các bác. Mẫu A11 có giá là 500.000. Đây. Nó màu trắng ấy các bác, nên là quay ở ngoài trời sáng này nó cũng hơi khó nhìn một chút, nhưng mà rất là đẹp nhá. Đây, có thể nhìn xuyên thấu qua bên kia luôn này. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thấy hay cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau ạ.